Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cập nhật giá Honda Vision 2023 ở cuối tháng 3 năm 2023 giảm nhiệt mạnh tại đại lý. Các phiên bản của chiếc Taiga Honda Vision 2023 đang được bán ra chiếm mức giá trên giảm nhiệt rõ rệt, mức giá trên chưa đến 3 triệu đồng so với mức giá đề xuất đưa ra. Thị trường xe máy Việt Nam trong cái tháng 3 năm 2023 có rất nhiều cái diễn biến rất bất ngờ, khi đồng loạt rất nhiều cái dòng xe bán ra giảm nhiệt rất mạnh. Sang là gần nửa cuối tháng 3 năm 2023, giá xe tay ga ăn khách nhất thị trường Việt Nam là cái chiếc Honda Vision cũng không mấy khởi sắc lắm so với những thời điểm đỉnh cao trước đây. Theo đó, giá bán thực tế của chiếc Vision giảm mạnh, mức danh giao động chưa tính 3 triệu đồng so với mức giá khởi điểm nhãn xuất đưa ra. Theo khảo sát một vài hit Honda ở cái tỉnh Vĩnh Phúc cho chúng tôi biết, phiên bản Honda Vision được bán ra chỉ mức giá khá tốt, giao động trong khoảng là từ 34 đến 39 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Theo đó, cái mức giá chênh lệch so với mức giá đề xuất giao động trong khoảng từ 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 8. Một vài hit Honda khu vực Hà Nội thì cái dòng tay ga Honda Vision cũng chênh nhẹ hơn so với chiếc hit đây. Điều này thấy rất rõ khi đem đến một cái lợi ích rất lớn cho người tiêu dùng. Tại thị trường Việt Nam thì Honda Vision 2023 là một cái dòng tay ga được ưa chuộng và liên tục vào cái danh sách cái dòng xe ăn khách nhất thị trường Việt Nam. Phiên bản mới nhất mang cho mình những cái hiện đại. Honda Vision tạo ấn tượng mạnh với người hâm mộ nhờ một kiểu dáng mới rất là trang nhã, có pha một cái chút nét thể thao và cái màu sắc cũng rất đa dạng. Trong khi đó, chiếc xe vẫn giữ một cái thân hình gọn gàng, kết hợp cùng với những nét mang cho mình cái hướng của cái dòng xe tay ga cao cấp là S-Max, mang những đường nét thân xe liền mạch cùng một cách trẻ trung, giúp cho cái chiếc Vision 2023 nó bật hơn. Chưa hết, chiếc xe trên mẫu xe này còn có những họa tiết tinh tế mang lại hình ảnh thời trang cho một cái dòng xe mới. Mặt trước thì hiện đại, năng động với những cái đường nét ba chiều, đi cùng hệ thống đèn pha LED trước cũng rất ấn tượng. Bên hông cái chiếc Vision, thiết kế logo 3D tạo ấn thị giác mạnh. Cái mặt đồng hồ của chiếc xe nhìn cũng rất trẻ trung thanh lịch. Màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị quãng đường đi, mức tiêu hao nhiên liệu rõ rệt. Phía sau chiếc xe, thiết kế đèn hậu tinh xảo, bố trí liền mạch đem làm phong cách trẻ trung và ấn tượng về mặt thị giác. Riêng chiếc xe lăn bánh trên một hệ thống cái bánh xe với những cái chấu thể thao mạnh mẽ. Phiên bản thể thao của chiếc Vision có phần bánh trước với kích thước tới 16 inch, phiên bản còn lại thì kích thước 14 inch, giúp cho cái chiếc Vision nó bật hơn trên những cái đường đi. Hơn nữa còn đưa cái mẫu xe này thoát ra khỏi những cái điểm yếu ớt của một vài người thường nói về cái chiếc Vision trước đây. Đặc điểm là ngay cả khi nằm ở phân khúc xe tay ga bình dân, thế nhưng cái chiếc Vision 2023 đã được nhãn xuất trang bị những cái tiện ích dành cho người dùng. Điển hình như đèn pha trước luôn bật sáng, hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key, hốc đựng đồ riêng rộng rãi, phía trước có hốc đựng đồ với thiết kế cổng sạc USB cũng rất là tiện lợi. Nói đôi chút về mặt sức mạnh của chiếc Vision, em ấy trang bị cho mình cái động cơ USB thông minh thể thiếu mới. Cái khối động cơ 110cc, khung xe tử VSFI đem đến khả năng vận hành mạnh mẽ, linh hoạt và tiết kiệm xăng. Về mặt tổng thể thì cái chiếc Vision là một cái lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang ước có một cái dòng tay ga đi lại hàng ngày với mức giá bán ngất ngưỡng bình dân. Để giúp các bạn xem clip tiện thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật ngay giá Honda Vision ở cuối tháng 3 năm 2023 như sau. Cái chiếc Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn với mức giá bán đề xuất là 31.300.000 đồng, trong khi mức giá bán để dòng trong khoảng từ 34 đến 34.300.000 đồng. Honda Vision cái phiên bản cao cấp với mức giá bán lẻ đề xuất là 33 triệu đồng, trong khi mức giá bán để dòng trong khoảng là từ 35 đến 35.200.000 đồng. Honda Vision cái phiên bản đặc biệt với mức giá bán đề xuất là 34.400.000 đồng, trong khi mức giá bán đại lý di động trong khoảng từ 36 đến 36.400.000 đồng. Honda Vision cái phiên bản thể thao với mức giá bán lẻ đề xuất là 36.600.000 đồng, trong khi mức giá bán đại lý di động trong khoảng là từ 39 đến 40 triệu đồng. Lưu ý giá xe tới còn tùy vào từng đại lý và từng bán xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.